Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13 tháng 1 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, có nơi trên 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ,